Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đúng Laptop. Mình là Mr. Y. Hôm nay sẽ là số đầu tiên của chuyên mục sửa chữa laptop tại nhà cùng Đúng Laptop. Có rất nhiều anh em máy tính bị lỗi và có gọi điện đến cho mình, nhưng mà rất tiếc là trong cái mùa dịch này anh em không thể đem máy đến được, bởi vì là đi đường này không có giấy tờ này. Thứ hai nữa là cái khoảng cách nó khá là xa, hoặc là đang nằm trong khu cách ly. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài những cái lỗi nhỏ mà chúng ta đang gặp phải. Nhiều khi chúng ta không chịu mày mò, chúng ta tìm hiểu. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẹo sửa và cách xử lý khi mà máy mình đang bị lỗi nhé. Các bạn hãy cùng mình đi vào chi tiết của video này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với cái lỗi này mà rất nhiều người đã gọi điện đến cho mình. Rất nhiều người, ngày nào cũng có người nhắn tin đến cho mình. Đó chính là cái lỗi về liên quan đến camera và mic. Bởi vì trong cái mùa dịch này, rất nhiều người đang dùng về camera và mic để học Zoom cho con này, ví dụ, hay là hội họp online ở cơ quan. Thì cái lỗi này thì rất nhiều người gọi điện đến rằng là camera của mình vẫn bắt được nhưng mà bên kia không nghe tiếng, hoặc là mình bật lên thì không thấy camera có hiện tượng gì cả. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn đến các bạn một vài cách khắc phục cơ bản nếu mà máy mình đang gặp phải lỗi này nhé. Đầu tiên, ví dụ bạn nào đang dùng trên Win 10, tức là máy mình đang sử dụng Win 10, thì trên Win 10 nó có một cái app, chúng ta chỉ cần ấn vào cửa sổ này, có chữ camera, nó sẽ ra luôn chữ camera đây. Thì chúng ta gõ vào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử, ví dụ như đây máy mình đang sử dụng này, thì nó là máy hoạt động tốt. Thì các bạn có thể, đầu tiên các bạn test thử đây nhé. Test thử thì chúng ta có thể vào đây, chúng ta quay video này. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Đúng Laptop. Rồi, chúng ta dừng lại. Đây, video chúng ta vừa quay. Ở đây, chúng ta thử lại nào. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Đúng Laptop. Đấy, rồi, là... như thế này là camera của chúng và mic của chúng ta đang là rất tốt nhé. Thì những bạn nào mà đang gặp phải, hoặc là bạn nào đang dùng Win 7 đi. Win 7 thì chúng ta tải cái app này, Ecap này này, trên mạng có nhá. Thì chúng ta có thể mở lên, chúng ta thử ở đây, quay video một lúc. Và chúng ta quay xong thì chúng ta stop capital, thì nó sẽ hiện lên cái video để chúng ta test. Nếu mà bạn nào mà đang bị lỗi mic, tức là bên đầu nghe không nghe thấy, thì test trên cái này nó sẽ hiển thị cái lỗi đấy. Cách khắc phục đó chính là, một này là các bạn hãy quan sát xem là trên máy tính của các bạn có đang sử dụng cái phím tắt không. Ví dụ như trên máy này của mình đang có là phím F4 nhé. Ví dụ đây, mình tắt này, thì phím F4 của mình đang sáng lên như này, thì tức là mic đang bị tắt. Đấy, mic đang bị tắt. Thì các bạn ấn F4 đi để mở lên. Hoặc là có rất nhiều máy Asus hay là máy Dell bây giờ nó cũng có chức năng là tắt mic, hoặc là MSI cũng có, thì nó tắt mic. Đấy. Còn cái thứ hai nữa, bước thứ hai, nếu mà chúng ta không có nút tắt mic đấy mà vẫn không được này, bước thứ hai thì chúng ta có thể vào kiểm tra xem driver âm thanh của máy mình đã cài chuẩn chưa. Đó chính là cách nào chúng ta vào phải chuột vào zip computer, chọn manager, device manager, và chúng ta xuống đây. Đấy. Bình thường thì nếu mà một cái máy mà nhận chuẩn âm thanh ấy, thì nó sẽ là ví dụ nên cái âm thanh là Rintech này, hoặc là Rintech Audio này, nó nói chung là cũng có khá nhiều tên. Thì nếu mà chúng ta thấy để chắc chắn, chúng ta cứ vào trong này chúng ta kiểm tra này, xong chúng ta vào trang chủ. Ví dụ như máy mình đang dùng Dell thì chúng ta vào trang chủ của Dell nhé. Gõ support Dell. Ví dụ máy HP thì chúng ta gõ là support HP, hoặc là chúng ta gõ luôn đuôi của mã máy, ví dụ như là Pavilion support HP, Pavilion. Cái mã máy thì chúng ta lấy ở đâu? Chúng ta sẽ lấy ở dưới deep máy này. Ví dụ như là Dell ở đây thì là service tag ở đây. Service tag sẽ là 7 ký tự viết hoa. Còn lên HP thì nó sẽ là đuôi của nó là modem, tức là Pavilion 15-BS hay là 15- gì đấy. Thì các bạn gõ chuẩn vào đây là được. Ví dụ như của mình là Dell.
thì chúng ta gõ là support Dell. Support Dell rồi. Vào trang chủ của Dell, chúng ta nhập cái service tag vào. Service tag của mình là 39B VQ73. 39B VQ73. VQ73. À, nó sẽ ra chuẩn mã luôn. Chuẩn mã máy luôn. Thì chúng ta vào cái mục download này, driver và download. Chọn ở đây. Audio. Đấy là nó sẽ ra cái driver chính xác cho mình. Đây, Vintage 2 Define Audio. Chúng ta tải cái này về, chúng ta cài lên. À, cài lên thì sẽ nó sẽ khởi động lại. Và chúng ta khởi động lại máy và thử thì khả năng được có thể lên đến 80% các bạn nhé. Đấy, còn cái lỗi nữa đó chính là không nhìn thấy camera, tức là camera bật camera lên mà đèn chỉ sáng thôi mà không nhìn thấy hình ảnh. Đấy, ví dụ như đèn sáng như này và như này, đấy, chúng ta không nhìn thấy gì. Thì có rất nhiều máy nó có chế độ là tắt camera, tắt camera. Ví dụ như MSI thì nó có nút chức năng là FN F6, là các bạn có thể bật được thì nó lại sẽ lên bình thường. Hoặc là có những máy ở trên cái phần camera này có nút tắt gạt thì các bạn có thể tắt gạt nó đi là ok. Có ví dụ máy nào mà chúng ta đã tìm các phím nóng hiệu chỉnh đầy đủ rồi mà không thấy nó lên được ấy, thì chúng ta có cách là Win 10 chúng ta có thể reset lại Win. Bởi vì mình gặp rất nhiều tình trạng là camera lỗi thì chúng ta reset lại Win là ok thôi. Đấy, đấy là cái lỗi mà các bạn sẽ hay gặp vào trong cái mùa dịch để chúng ta học Zoom, làm việc online, buổi họp online. Đấy, thì đấy là những cái lỗi cơ bản. Còn bạn nào mà đã thử những cái lỗi đấy mà không được thì khả năng cao là camera và mic nó bị lỗi. Bởi vì là phần lớn bây giờ là camera đời mới là tất cả những cái cam và mic nó đi cùng với nhau. Cho nên là chết một thứ là phải thay cả camera và cả mic. Đấy là cái lỗi đầu tiên. Với lỗi thứ hai, lỗi này thì cũng rất nhiều người hay gặp phải tình trạng này. Đó chính là lỗi liệt bàn phím và chập bàn phím. Lỗi liệt bàn phím thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta cứ tạm thời chúng ta mượn kiếm tạm một cái bàn phím rời. Bàn phím rời bên ngoài chúng ta cắm để dùng tạm. Đấy, đây là liệt bàn phím. Còn tình trạng thứ hai là chập bàn phím. Chập bàn phím này thì lỗi này thì bắt buộc chúng ta phải có một chút kỹ thuật một tí. Chúng ta phải tháo máy này. Tháo máy thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần tháo đến phần cáp bàn phím. Chúng ta ngắt bỏ các bàn phím khỏi main của máy là cái tình trạng liệt, tình trạng chập nó sẽ không còn nữa. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy của những cái đời cũ ấy. Chắc chắn là bây giờ nhiều người vẫn đang dùng được những máy đời cũ. Thì cái thiết kế của máy đời cũ ấy thì nó rất là đơn giản. Tức là máy bàn phím nó sẽ nằm ở trên mặt trên này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái thiết kế là những cái cá này này. Nó là những cái cá mà giữ bàn phím. Thì chúng ta tìm những cái vật gì nhọn nhọn, ví dụ như nhà mình mà có tô vít hai cạnh như này, hoặc là có một cái panh như này thì tốt này. Panh này thì các bạn chắc sẽ ít. Chúng ta lấy cái tô vít này, chúng ta lựa móng tay vào trong cái cạnh này và chúng ta cậy lên và đẩy, một tay đẩy này. Đấy, đẩy này lên. Nếu bạn nào khó quá thì chúng ta cứ cậy mạnh hơn chút, bởi vì là cái bàn phím này kiểu gì chúng ta vẫn phải bỏ rồi. Sau khi mà hết dịch thì chúng ta sẽ đi thay bàn phím mới, thì nó sẽ là bàn phím mới thôi. Rồi, thế là máy nó lên. Dụ như ở đây thì chúng ta chỉ cần nhấc cái cáp này lên thôi, rút ra. Đấy, như này là phím đã ra nhé. Và chúng ta cứ úp tạm cái này vào đây để nó chắn bụi này. Vẫn phải kiếm một cái bàn phím rời để cắm bên ngoài để sử dụng. Đấy, sau khi hết dịch, sau khi rảnh rỗi chúng ta đem đi thay phím mới. Rồi, với những mẫu máy mà chúng ta không thể tháo phím ở mặt trên được thì chúng ta sẽ phải mở máy. Ở đây mình vẫn là mẫu máy HP và mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn luôn. Chúng ta vẫn phải tháo ốc này, tháo đầy đủ ốc ra và chúng ta bẩy cái nắp đít máy lên. Khi mà bẩy lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy như này. Và đây, cáp phím đây các bạn nhé. Mình sẽ khoanh đánh dấu đây. Thì các bạn nhấc cái thanh nhựa lên xong rút phím ra và chúng ta đậy máy lại, lắp lại ngon lành. Xong rồi chúng ta cắm tạm phía ngoài. Đấy là cách xử lý tạm thời cho các bạn. Chúng ta cùng nhau đi vào lỗi thứ ba nhé. Bạn nào mà khó khăn trong cái việc
tháo phím ấy, thì hãy có thể add Zalo số hotline của Đúng Laptop để bên mình sẽ call video để hướng dẫn các bạn. Lỗi thứ ba mà chúng ta cũng hay gặp phải đó chính là tình trạng mà một ngày đẹp trời buổi sáng chúng ta mở máy lên, bật phím bật nguồn, tự nhiên máy không nhúc nhích gì cả, không có một tí điện nào mặc dù là đã vẫn cắm sạc. Thì cái lỗi này mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài cách xử lý. Thì lỗi này thì nó chỉ gọi là may mắn thôi, may mắn 30% là các bạn sẽ có thể là đang dính vào cái 30% may mắn đấy. Đầu tiên là chúng ta bật máy lên không lên, tất cả các đèn không lên này. Dụ đèn báo, các bạn có thể quan sát là các đèn báo của máy, đèn ổ cứng, đèn bật nguồn đều không sáng, không nhúc nhích tí gì gì cả. Thì phương pháp để xử lý cho cái bệnh này thì đầu tiên là chúng ta tháo pin. Như máy này của mình đang có sẵn thì nó có pin ở đây. Đấy, thì chúng ta có thể tháo pin ra. Tháo pin ra. Để trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Xong rồi chúng ta chỉ cắm sạc thôi nhá. Chúng ta kiếm một cái sạc. Kiếm sạc của máy, cắm vào xong bật. Nếu mà máy nào mà đang trong tình trạng nó quá nguồn ấy thì nó sẽ được luôn. Là bật lên vẫn chạy bình thường. Đây là phím pin ngoài thì chúng ta tháo dễ. Rồi đây mình sẽ giới thiệu với các bạn, ở trên tay mình đây là một mẫu máy HP. Thì chúng ta sẽ phải tháo cái nắp đít nếu mà máy nào mà pin trong các bạn nhé. Chúng ta tháo thì chúng ta sẽ để ý. Như mẫu này thì hiện tại thì đang chúng ta chỉ nhìn thấy hai con ốc ở đây thôi, nhưng mà nó sẽ giấu ở dưới cái giải cao su này nhé. Các bạn phải gỡ giải cao su này ra. Rồi chúng ta sẽ tháo hết ốc ra. Xong khi tháo ra thì chúng ta sẽ cậy lên và chúng ta nhìn thấy nội thất bên trong của máy. Thì đây pin. Pin đây các bạn nhé, các bạn tháo mấy con ốc này ra này và nhấc pin khỏi máy. Chúng ta sẽ để không có pin trên máy khoảng 2 phút đến 5 phút. Xong rồi chúng ta sẽ mở máy lên, cắm sạc vào và bật máy để xem là có bật được không. Những máy nào mà bị lỗi khóa mạch thì nó sẽ được luôn. Còn nếu mà máy nào mà không được thì cái lỗi này thì bắt buộc chúng ta phải gửi đến cơ sở sửa chữa laptop để chúng ta xử lý. Nếu mà bạn nào ở gần 43 Thái Thịnh thì hãy có thể gửi qua Đúng Laptop để kỹ thuật viên bên mình xử lý giúp các bạn. Vừa rồi là những lỗi cơ bản mà các bạn dùng laptop đã từng mắc phải. Bạn nào mà còn lỗi tương tự hoặc là những cái lỗi khác mà tức là không thể đem đi sửa chữa được mà muốn tư vấn tại nhà thì hãy gọi điện đến hotline của Đúng Laptop hoặc là để dưới bình luận dưới video này để chúng mình sẽ giúp các bạn tháo gỡ thắc mắc và tư vấn sửa chữa giúp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chuyên mục sửa chữa cùng Đúng Laptop. Xin chào và hẹn gặp lại.